À vâng. À, video này thì em sẽ giới thiệu tới anh chị mình một siêu phẩm nằm trên mặt tiền chợ Đoàn Thị Kia quý anh chị ơi. À, con đường này là đường Đoàn Thị Kia quý anh chị nhá. Đây đường này ha. Đây là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, và siêu phẩm này có bề ngang lên tới 8,5 m quý anh chị ơi. Siêu đẹp luôn quý anh chị ạ. Kinh doanh buôn bán vạn ngành nghề quý anh chị. Cực đẹp luôn quý anh chị ạ. Đấy. Thì con đường này là đường Đoàn Thị Kia này quý anh chị. À ha. Chợ Đoàn Thị Kia đây luôn nha quý anh chị nhá. À, hướng phía trước đó là ngã ba ông Xá quý anh chị thấy không ạ? Đây ra đó chắc tầm 100 m à. Đó, phía trước đó quý anh chị thấy không, cái đèn xanh đèn đỏ. Em zoom lên anh chị mình xem. Đấy ạ, phía trước đó. Chỗ đó đây ra đó khoảng 100 m anh chị nha, là tới ngã ba ông Xá nha. Đấy, đây là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và con đường này là đường Đoàn Thị Kia, em xin được nhắc lại. À, và lô đất nói chung là bán đất tặng nhà thôi quý anh chị ơi. À, bán đất ha, nằm trên mặt tiền đường Đoàn Thị Kia này. Đấy, rất là đẹp, kinh doanh vạn ngành nghề như quý anh chị đang nhìn thấy đây ha. Đó, người ta kinh doanh rất là nhiều quý anh chị ơi. Đó, vị trí của căn nhà mình thì ở dưới này một xíu. Đấy, thì xíu nữa em sẽ xuống đây em quay cho anh chị mình xem, còn bây giờ em giới thiệu sơ cho anh chị mình xem con đường này. Đó, kinh doanh vạn ngành nghề anh chị nha. Đây, chợ Đoàn Thị Kia. Đó, ngay khu chợ luôn, mặt tiền chợ quý anh chị nha. Đấy, chợ này kinh doanh rất là sầm uất quý anh chị ơi. Đó. Khu này siêu sầm uất luôn quý anh chị ạ. Đó. Đây là khu vực chợ quý anh chị nha, buôn bán vạn ngành nghề nha, đa ngành nghề luôn ha. Hướng này mình ra đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây ra đường Nguyễn Thị Minh Khai này quý anh chị, hướng này ha. Đấy. Còn hướng ngược này là mình đi lại chỗ ngã ba ông Xá quý anh chị nha. Đó, ra đó là đường DT743B. À, gần với Vincom Di An. Đây ra Vincom Di An chưa tới 1 km ha. Đây ra đây, hướng này luôn. Ra Vincom chưa tới 1 km. Đấy. Thì cái bất động sản mà hôm nay em giới thiệu anh chị mình là có bề ngang 8,5 m, nở hậu 9 m, dài 39 m, tổng là 333 m. Tổng là 333 m quý anh chị nha. Thổ cư 50 m ha. Hiện tại là đang có một căn nhà. Nói chung cái này chỉ bán đất thôi anh chị nhá. Đấy, đây vị trí của mình là ở đây này. À, vị trí bất động sản của mình là ở đây anh chị nhá. Ngang 8,5 m ha. Siêu đẹp quý anh chị nhá. Đấy. Ngang 8,5 m, dài 39, nở hậu 9 m. Đó, hướng chính bắc anh chị nhá. Rất là đẹp ha. Kinh doanh buôn bán vạn ngành nghề quý anh chị nhá. Đây là khu vực chợ. Khu vực chợ Đoàn Thị Kia. Đường Đoàn Thị Kia, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đấy, như anh chị mình nhìn thấy không? Kinh doanh rất là đa ngành nghề nhá. Đấy. Ở đây buôn bán rất là sầm uất quý anh chị ạ. Lượng công nhân viên ở đây rất là đông và lượng người qua lại đường này cũng rất là đông. Đấy. Siêu đẹp luôn. Đây, bất động sản của mình đây. Ngang 8,5 m em xin nhắc lại, nở hậu 9 m, dài 39 m. Đấy. Gần với ngã ba ông Xá đó, ngã ba ông Xá phía trước đó quý anh chị. Đây. Xung quanh đây người ta kinh doanh siêu siêu đẳng cấp luôn quý anh chị nhá. Kinh doanh gì cũng được anh chị nhá. Đẹp nhá, mặt tiền đẹp nhá. Đấy. Và điều bất ngờ nữa là giá rất là tuyệt vời quý anh chị. Quý anh chị tin không ạ? Giá chỉ có 38 triệu một mét vuông thôi. Đấy. Tính ra tổng tiền là 12 tỷ 700 triệu anh chị nhá. 12 tỷ 700 triệu ha. Tính ra là có 38 triệu một mét vuông thôi cho lô đất 330 m, ngang 8,5 m, rất là đẹp quý anh chị ha. Đấy. Anh chị nào mà yêu thích những cái mặt tiền kinh doanh sầm uất như thế này thì hãy nhanh tay liên hệ cho em Hải ha. Tại vì những cái sản phẩm này thì tỷ lệ bán rất là nhanh. Đấy. Thì nếu mà mình quan tâm thì mình hãy liên hệ ngay cho bên em. Em sẽ gửi sổ sách giấy tờ đầy đủ và dẫn anh chị mình đi xem nhá. Đấy, còn vị trí bất động sản của mình là ở đây, khu vực này quý anh chị nha. Đấy. Mặt tiền đường Đoàn Thị Kia, mặt tiền chợ Đoàn Thị Kia, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Giá 38 triệu một mét, tính ra là 12 tỷ 700 triệu cho 330 mét vuông. Ngang 8,5 m, nở hậu 9 m, dài 39. Siêu đẹp. Rồi, video em Hải xin dừng lại và cảm ơn quý anh chị mình đã cùng đồng hành và theo dõi video của bên em. Em xin chào ạ.